Chào tất cả các bạn và các con học sinh lớp 1. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo trong sách giáo khoa toán 1 đánh diều. Đó là bài hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Như vậy ta thấy cái bức tranh năm điều Bác Hồ dạy đây là hình chữ nhật. Cái tấm ảnh Bác Hồ đây là hình chữ nhật. Cái hình màu trắng đây là hình chữ nhật. Tấm bảng viết đây là hình chữ nhật. Đây là hình vuông. Lá cờ thi đua là hình tam giác. Đồng hồ là hình tròn. Bàn học sinh đây, cái mặt bàn là hình chữ nhật. Cái mặt bàn là hình chữ nhật. Đây, bức ảnh đây, bức ảnh đây là hình vuông. Đây là có một hình vuông màu xanh lá cây đây. Đây là có bức cái đồng hồ hình tròn. Đây là hình tròn màu vàng. Cờ thi đua hình tam giác. Hình tam giác. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Như vậy ta đã biết qua sơ qua là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Qua bài số 1. Kể tên đồ vật trong hình có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Bức tranh có dạng hình vuông. Đĩa nhạc có dạng hình tròn. Biển báo cấm mô tô có dạng hình tròn. Phong thư có dạng hình chữ nhật. Biển báo dành cho người đi bộ có dạng hình tam giác. Vậy bức tranh có dạng hình vuông. Đĩa nhạc có dạng hình tròn. Biển báo cấm ô tô có dạng hình tròn. Phong thư có dạng hình chữ nhật. Biển báo dành cho người đi bộ có dạng hình tam giác. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ. Hình tam giác có màu cam. Hình tam giác có màu cam. Hình vuông có màu xanh dương. Hình vuông có màu xanh dương. Hình vuông có màu xanh dương. Hình chữ nhật có màu đỏ. Hình tròn có màu đỏ. Hình chữ nhật có màu đỏ. Hình tròn có màu đỏ. Câu 3, ghép hình em thích.
Hình vuông có màu xanh dương. Hình tam giác có màu đỏ. Hình tam giác có màu vàng. Hình tam giác có màu xanh. Hình tam giác này cũng có màu xanh đậm hơn. Hình tam giác có màu vàng. Hình tam giác có màu đỏ. Như vậy ta ghép lại được một chiếc thuyền, chiếc tàu thủy. Hình tròn có màu đỏ. Hình tam giác có màu cam. Hình chữ nhật có màu xanh dương. Hình tam giác có màu xanh lá cây. Hình chữ nhật có màu đỏ. Hình tam giác có màu xanh dương. Ta ghép lại được một hình con người. Hình tam giác có màu cam. Hình tam giác có màu đỏ. Hình tam giác có màu trắng. Hình tròn có màu đen. Hình tròn có màu xanh lá cây. Như vậy ta ghép hình lại ta được một con cá. Câu số 4. Chỉ tên các vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Như vậy, các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông như khăn mùi xoa, gạch lát sàn, ô cửa sổ. Các dạng đồ vật thực tế, trong thực tế, các dạng đồ vật trong thực tế có dạng hình tròn là bánh xe, cái đĩa, cái mâm. Các đồ vật trong thực tế có dạng hình tam giác là khăn quàng đỏ, cờ thi đua, cái ê kê, vân vân. Các đồ vật trong thực tế có dạng hình chữ nhật như quyển vở, hộp bút, bảng viết, vân vân. Vậy các con học sinh lớp 1 thân mến, tiết học hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, sách toán 1 cánh diều đến đây đã hết rồi. Chào tạm biệt các con, xin hẹn lại bài học sau nha.